Người đặc biệt trở lại Roma ngày 10 tháng 7, toàn đội tập trung tại Chigoria. Các cầu thủ phục vụ đội tuyển quốc gia sẽ được nghỉ tới 15 tháng 7. Theo yêu cầu của Mourinho, ex-Roma sẽ hủy chuyến du đấu châu Á ở Singapore và Hàn Quốc. Thay vào đó là đợt tập huấn yêu thích của Mourinho ở Bồ Đào Nha, dự kiến khởi hành ngày 26 tháng 7. Huyền thoại của ex-Roma, cựu danh thủ Bruno Conti nhận xét về huấn luyện viên Jose Mourinho. Tôi chứng kiến cuộc sống hàng ngày của Mourinho tại Chigoria và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng ông ấy là một nhà lãnh đạo vĩ đại, một huấn luyện viên vĩ đại và một con người vĩ đại. Đối với tôi, anh ấy là số một. Tôi nhấn mạnh một khía cạnh, những người hâm mộ ngay lập tức hiểu được sự chân thật của anh ấy với tư cách là một con người. Rome phát cuồng vì Mourinho, sân vận động đã cháy vé trong suốt 2 năm. Tính khí của anh ấy, lời nói của anh ấy, luôn hướng đến việc bảo vệ câu lạc bộ của mình bằng mọi giá. Từ những cấp lãnh đạo cho đến từng cầu thủ ở đội trẻ. Bất cứ khi nào Mourinho đến Chigoria và nhìn thấy một đứa trẻ mơ ước được gặp mình, anh ấy sẽ dừng lại và có những cử chỉ khiến cho nó hạnh phúc. Tương tự như vậy, anh ấy không bao giờ bỏ lỡ các buổi tập huấn cho đội trẻ của Roma. Anh ấy quan sát, tìm hiểu, hỏi, quan tâm. Anh ấy luôn chọn cách đối thoại trực tiếp. Bạn có thể tìm được một cầu thủ từng được Mourinho huấn luyện mà không yêu ông ấy không? Đối với tôi, anh ấy thực sự tuyệt vời. Mới đây, trung vệ Chris Smalling được bình chọn dẫn đầu danh sách thắng tranh chấp tay đôi tính cả năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Dưới sự chỉ đạo của Mourinho, Chris Smalling đã có một mùa giải năm 2022 đến năm 2023 xuất sắc. Trung vệ người Anh trên thực tế vẫn nằm trong top những nhà lãnh đạo hàng phòng ngự của châu Âu mùa trước với tỷ lệ thành công cao nhất trong các pha tắc bóng được thực hiện ở cả năm giải đấu hàng đầu của lục địa. Theo báo cáo của Squawka, Smalling đã tham gia 300 lần tranh chấp tay đôi ở tất cả các đấu trường và giành chiến thắng 218 lần. Thống kê này giúp anh ấy dẫn đầu danh sách hậu vệ châu Âu có tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi cao nhất, 72,7%. Smalling chia sẻ, với Roma, tôi được chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp. Gianluca Scamacca, tiền đạo 24 tuổi không quá xa lạ với Serie A. Scamacca từng trải qua quãng thời gian khoác áo Sassuolo, Genoa. Mùa giải năm 2021 đến năm 2022, chân sút người Italia thi đấu bùng nổ cùng Sassuolo, ghi được 16 bàn. Đó được xem như bước đệm quan trọng đưa Scamacca cập đến West Ham United mùa hè 2022. Tuy nhiên, Scamacca đã gặp nhiều khó khăn khi chuyển đến Premier League và chưa đáp ứng được kỳ vọng. Roma đang đàm phán với West Ham để mượn tiền đạo này. Gianluca Scamacca bày tỏ nguyện vọng được đầu quân cho Jose Mourinho, Roma là nhà của tôi. Được Jose Mourinho huấn luyện sẽ là một viễn cảnh trong mơ. Tôi chắc chắn rằng sẽ cải thiện các kỹ năng của mình rất nhiều dưới sự dẫn dắt của Jose tại Roma. Ngày hôm nay, AS Roma chuẩn bị ký hợp đồng với Rasmus Christensen, thỏa thuận tại chỗ với Leeds United. Khoản vay đến tháng 6 năm 2024 đã được thỏa thuận giữa phía cầu thủ và câu lạc bộ. Christensen sẽ nối gót Llorente với tư cách là bản hợp đồng mới của Roma đến từ Leeds. Jose Mourinho tươi cười và trả lời các phóng viên sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè. Tôi đã sẵn sàng chưa ạ? Tôi luôn luôn sẵn sàng. Tôi không hợp với các kỳ nghỉ đâu. Tôi không trông chờ bất cứ món quà nào từ thị trường chuyển nhượng. Đơn giản là tôi đang rất vui khi được quay về đây và tiếp tục làm việc. Chúng tôi sẽ trở lại Chigoria vào sáng thứ hai, lúc 8 giờ. Fratesi tới Inter. Tôi không tiếc nuối khi cậu ấy chọn bến đỗ đó. Thưa ông Mourinho, có đúng là để giảm bớt án phạt, họ yêu cầu ông đưa ra lời xin lỗi công khai. Không có gì bất ngờ về án phạt đó cả. Xét đến việc thay vì phải ngồi trên băng ghế chỉ đạo trong cái nóng hè, tôi sẽ được thoải mái tận hưởng không khí mát lạnh sảng khoái với chiếc điều hòa, nên tôi thấy chẳng có vấn đề nào ở đây cả. Về hợp đồng của Dybala ư? Tôi sẽ nói chuyện với Paulo như tôi nói chuyện với những người khác, nhưng không phải về hợp đồng, tôi không biết gì cả. Còn Morata? Không, tôi chỉ nói chuyện với cầu thủ của mình. Tôi không biết gì về thị trường chuyển nhượng đâu. Trại huấn luyện ở Bồ Đào Nha ư? Ít nhất thì ở đó mát hơn ở Rome nhiều.